Bạn đã biết cách áp dụng quy tắc bàn tay phải để xác định chiều của đường xích hay là chiều của vector cảm ứng từ B gây bởi cái dòng điện chạy trong dẫn thẳng dài hay chưa? Mời chúng ta cùng tham khảo hai ví dụ. Đầu tiên nhất, để xác định được cái chiều của đường xích hay là chiều vector B, chúng ta áp dụng quy tắc bàn tay phải, đó là đặt bàn tay phải sao cho ngón cái dọc theo dẫn và chỉ cho chiều điện, các ngón kia cung lại cho ta chiều của đường xích. Vậy thì đường xích tại điểm M này sẽ hướng vào, hay nói cách khác là chúng ta có được cái vector cảm ứng từ B tại M này cũng hướng vào. Bây giờ này chúng ta có trường hợp thứ hai, đó là cái dây dẫn có phương vuông góc với cái bảng này và cái chiều dòng điện là hướng vào. Vậy thì hướng vào chúng ta đặt bàn tay phải sao cho ngón cái sẽ chỉ vào trong và điểm đang xét ở đầu ngón tay. Khi đó chúng ta sẽ nắm tay lại thì đường xích là đường tròn và tiếp tuyến của nó sẽ vuông góc với bán kính tại điểm M. Vậy chúng ta sẽ vẽ vuông góc với IM và đây chính là vector cảm ứng từ B. Để hiểu rõ hơn thì mời các bạn hãy cho thầy biết chiều của vector cảm ứng từ B tại điểm M trong hai hình 1 và 2 nha. Chúc các bạn có những câu trả lời chính xác.